Cũng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Iceland 17 tháng 6 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Guðni Jóhannesson, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Katrin Jakobkotia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Birgir Ármannsson. Và cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Thordís Kolbrún Gylfadóttir. Các bộ, ngành, địa phương, nhân dân, nhà thầu cần chung sức, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, tháo gỡ khó khăn, vượt nắng, thắng mưa để hoàn thành dự án bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, không đội vốn, không thất thoát, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm người dân có cuộc sống và sinh kế ít nhất là bằng hoặc hơn ở nơi ở cũ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi lễ khởi công đồng loạt 4 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long, kết nối khu vực với hệ thống cao tốc của quốc gia, vừa diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 6. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến ở giữa các điểm cầu An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long, kết nối khu vực với hệ thống đường cao tốc quốc gia có tổng mức đầu tư gần 44,7 nghìn tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng là một trong 6 tuyến cao tốc thay đổi đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển. Dự án tuyến đường bộ cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long với năng lực thông hành lớn, tốc độ cao và an toàn, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo sức lan tỏa, động lực và dư địa để phát triển kinh tế xã hội khu vực. Phát huy hiệu quả khai thác các tuyến trục dọc, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối các trung tâm kinh tế trong khu vực, các cảng biển và cửa khẩu quốc tế, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp trong vùng, từng bước hình thành trục kết nối, giao thương và phát triển kinh tế xã hội giữa Việt Nam với các nước tiểu vùng sông Mekong. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, việc thực hiện đầu tư đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là bước cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long trong khoảng thời gian rất ngắn khoảng 1 năm, so với mức trung bình 2 năm, so với cách triển khai thông thường, tỉnh An Giang và 3 tỉnh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng cùng các bộ ngành, các đơn vị liên quan đã nỗ lực để khởi công đồng loạt 4 dự án thành phần với mục tiêu đến năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ toàn tuyến cao tốc trong năm 2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công một cách khoa học, chi tiết phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Tôi đề nghị là chúng ta cùng nhau chung sức đồng lòng, các bộ, các ngành, các địa phương cùng với nhân dân, cùng với các nhà tư vấn về xây lắp, về kỹ thuật, rồi các nhà thầu. Chúng ta đã quyết tâm rồi thì quyết tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, đã quyết liệt rồi thì quyết liệt hơn nữa, để chúng ta hoàn thành cái tuyến cao tốc này. Thứ nhất là đúng tiến độ, cái thứ hai là nâng cao cái chất lượng, cái thứ ba là không thất thoát vốn, không đội vốn, và cái thứ tư là phải đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, và cái thứ năm là đảm bảo cho người dân có cái cuộc sống rồi cái sinh kế ít nhất là bằng hoặc cao hơn cái nơi ở cũ. Và chúng ta phải cùng nhau tháo gỡ những cái khó khăn, vượt qua cái thách thức, vượt nắng thắng mưa để chúng ta hoàn thành tốt nhất cái tuyến cao tốc này theo đúng cái mục tiêu chúng ta đề ra. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị bà con nhân dân hết sức ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, sớm bàn giao đất để tạo điều kiện thi công công trình dự án. Đối với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành liên quan, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân 4 tỉnh, thành phố kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo công tác an ninh trật tự để ban quản lý dự án và các nhà thầu thi công dự án đảm bảo tiến độ hiệu quả. Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành dự án này, cũng như những dự án đầu tư phát triển hạ tầng khác đúng tiến độ, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.
thăm trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn các thầy cô tiếp tục rèn luyện, cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới tư duy quản lý, giúp các em khám phá những niềm đam mê mới, học những kỹ năng cần thiết, thúc đẩy các em tìm ra những nghề nghiệp mà mình mong muốn theo đuổi. Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông An Giang đã trở thành trường đạt chuẩn quốc gia, là điểm sáng của giáo dục dân tộc. Trường là nơi học tập dành riêng cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, đóng vai trò mũi nhọn trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh An Giang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn hết sức quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa, tạo điều kiện tốt nhất, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà ngày càng phát triển. Đặc biệt, ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thủ tướng mong các thầy cô giáo tiếp tục rèn luyện, cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới tư duy quản lý, hãy giúp các em khám phá những niềm đam mê mới, học những kỹ năng mới cần thiết cho cuộc sống và tạo ra hứng thú để các em tự tìm ra nghề nghiệp mà các em muốn theo đuổi. Hãy luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong cuộc sống và sinh hoạt để cho các học sinh noi theo, hướng các cháu đến các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, giá trị chân thiện mỹ, sự sẻ chia, đồng cảm, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Người đứng đầu Chính phủ mong các học sinh của nhà trường tự tin vào bản thân, tin vào năng lực của mình, luôn rèn luyện bản thân, phải có mục tiêu, lý tưởng, với niềm đam mê, khát vọng vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho quê hương đất nước, giữ gìn những nét đẹp văn hóa dân tộc, giữ gìn tiếng nói, ngôn ngữ, chữ viết, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Đây là những tài sản vô giá chúng ta cần gìn giữ cho hôm nay và mai sau, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước nói chung và của quê hương An Giang nói riêng. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những đề xuất kiến nghị của nhà trường, đồng thời chỉ đạo các bộ ngành có liên quan xem xét điều chỉnh, bổ sung các chính sách sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và động viên gia đình ông Huỳnh Quang Bằng, thương binh 3/4 xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ông Huỳnh Quang Bằng là người có công với cách mạng tiêu biểu, có thành tích trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vượt khó vươn lên trong lao động sản xuất. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần hỏi thăm sức khỏe ông Huỳnh Quang Bằng và mong muốn ông sống vui, sống thọ, tiếp tục là tấm gương sáng động viên con cháu góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương đất nước. Thủ tướng cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương của tỉnh An Giang quan tâm nhiều hơn nữa đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cũng trong chương trình công tác tại An Giang, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh để đánh giá tình hình, kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và giải quyết một số kiến nghị của tỉnh. An Giang là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất giàu truyền thống cách mạng. An Giang mang trong mình vẻ đẹp đặc trưng, độc đáo, vừa có núi non kỳ vĩ, trải dài từ đông sang tây với nhiều cảnh quan tươi đẹp, vừa có đồng bằng trù phú màu mỡ, đồng ruộng bát ngát, rừng tràm xanh ngát, đan xen cùng sông nước mênh mông. Tỉnh có hệ thống giao thông khá thuận lợi, cả đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Đặc biệt, tuyến đường bộ cao tốc An Giang - Cần Thơ - Sóc Trăng vừa khởi công, tạo thêm động lực phát triển cho tỉnh. Người dân An Giang có truyền thống yêu nước, anh dũng, kiên cường, thân thiện, cần cù, yêu lao động, năng động, sáng tạo. Nửa đầu năm 2023, GRDP ước tăng 6,5%, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt gần 60% kế hoạch, nông nghiệp tiếp tục khởi sắc, ước 6 tháng đầu năm tăng 3,29%. Cùng với đó, quốc phòng, an ninh, biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cho rằng là tỉnh có một số tiềm năng đặc biệt, lợi thế so sánh. Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP chưa bền vững, chuỗi sản xuất chưa gắn kết chặt chẽ với chuỗi tiêu thụ, đầu ra sản phẩm hàng hóa gặp khó, thiếu bền vững, nông nghiệp vẫn còn sản xuất nhỏ và phân tán, chủ yếu phát triển theo chiều rộng, chất lượng sức cạnh tranh của sản phẩm còn yếu. Hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, du lịch, ứng phó biến đổi khí hậu còn chưa đáp ứng yêu cầu. Liên kết và hợp tác kinh doanh còn hạn chế. Sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu còn khiêm tốn. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh,
tỉnh An Giang hội tụ đủ các điều kiện riêng có để phát triển nhanh, xanh, bền vững. Tới đây, tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, khẩn trương ban hành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung tối đa nguồn lực cho dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và các dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, chú trọng phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, chiến lược trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển thị trường nông sản trong và ngoài nước. Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu tỉnh An Giang tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp trong sạch tận tụy, vì nhân dân phục vụ. Cùng với đó là coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã cho ý kiến định hướng giải quyết nhiều kiến nghị, đề xuất của tỉnh An Giang liên quan đến đầu tư dự án tuyến nối từ điểm đầu đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến cửa khẩu Tịnh Biên và điểm đầu đường cao tốc đến điểm đầu quốc lộ 91C đi cửa khẩu Khánh Bình, về hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư dự án tuyến đường tránh quốc lộ 91 qua đô thị Cái Dầu - Vĩnh Thạnh Trung, đầu tư dự án xây dựng cầu Tôn Đức Thắng, về đầu tư dự án xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự trên quốc lộ N1. Vào sáng nay 17 tháng 6, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Bài được khởi công ngày 29 tháng 12 năm 2019 với công suất thiết kế khai thác 5 triệu hành khách một năm, có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Nhà ga hành khách T2 kết nối với vị trí sân đỗ máy bay bằng 4 cầu ống lồng, có thể khai thác một máy bay cốt E hoặc cùng lúc hai máy bay cốt C. Nhà ga hành khách T2 được thiết kế không gian chức năng với hai cao trình luân chuyển khách. Khu vực ga nội địa và quốc tế nằm ở tầng 1 và khu vực ga đi nằm ở tầng 2. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài với nhà ga T2 mới hiện đại được đưa vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu của xã hội, là điểm đến an toàn, là cửa ngõ, cầu nối giữa các vùng miền trong nước và quốc tế, xứng đáng với vị trí, vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực Bắc miền Trung. Tiếp nối chương trình, công tâm thực chất trong lấy phiếu tín nhiệm. Phát triển lĩnh vực hội họa trong và ngoài nhà trường. Thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém và huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam cho công tác xây dựng Đảng. Lấy phiếu tín nhiệm chính là một cách để huấn luyện cán bộ và chọn ra được cán bộ tốt. Mới đây trên nghị trường Quốc hội, các đại biểu đã thảo luận về dự thảo nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, sửa đổi. Chung quanh việc này thì vẫn còn có những vấn đề cần phải bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng nhằm bảo đảm sự công tâm, thực chất, hiệu quả trong việc lấy phiếu tín nhiệm. Và sau đây là ghi nhận của Truyền hình Nhân dân. Việc xây dựng dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn nhằm kịp thời thể chế hóa Quy định số 96 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Về cơ bản thì nghị quyết đã xác định những đối tượng lấy phiếu tín nhiệm một cách cụ thể và đầy đủ. Nhưng thực tế vẫn còn có những vấn đề được đặt ra. Có thể có những cái nhân vật mà Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn không cần thiết phải lấy phiếu tín nhiệm. Ví dụ như là những cái người mà hoạt động như ở trong các cái ủy ban và hội đồng dân tộc. Đó. Những cái ông chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các ủy ban cũng như chủ tịch hội đồng dân tộc ấy, thì cũng thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm. Thì những cái người này lại là hoạt động ở Quốc hội,
mà lại Quốc hội từ bỏ phiếu cho những người đó, từ đánh giá những người đó, thì tôi nghĩ có thể không khách quan. Việc xác định được đúng đối tượng lấy phiếu tín nhiệm là rất quan trọng, bởi người được tín nhiệm phải chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Trách nhiệm phải đi kèm với chức vụ, thực hiện đúng quan điểm của Thủ tướng Phạm Minh Chính về công tác cán bộ, rằng cán bộ phải có ra, có vào, có lên, có xuống, có khen thưởng, có kỷ luật và phù hợp với điểm mới trong quy định số 96 của Bộ Chính trị. Trong quá khứ chúng ta thấy là cán bộ trong hệ thống chúng ta ngoại trừ bị vi phạm kỷ luật thật là nghiêm trọng, còn không thì chúng ta thấy là chỉ có đi một đường đi lên thôi, thậm chí đi ngang thôi, chứ không hiếm cái chuyện là đi xuống. Thế thì với cái quy định mới này thì rõ ràng là Đảng đã khẳng định cái quan điểm chủ trương rất là nghiêm khắc trong công tác cán bộ, đó là có đề bạt khen thưởng, nhưng đồng thời những người mà không đảm bảo uy tín thì cũng có thể phải rời khỏi cái vị trí của mình. Thưa quý vị, đại biểu Quốc hội bỏ phiếu trên cương vị là đại diện cho cử tri, đó là lẽ đương nhiên. Tuy vậy, bỏ phiếu lại là hành động của cá nhân, vì thế sẽ rất dễ bị chi phối bởi những yếu tố chủ quan, thậm chí là cảm tính, và từ đó làm cho công tác lấy phiếu tín nhiệm thiếu đi sự khách quan, công tâm và kém hiệu quả. Nguy hiểm hơn, nếu bỏ phiếu một cách chủ quan nhằm trục lợi cá nhân, thì công tác lấy phiếu có thể trở thành nguyên nhân gây mất đoàn kết, trở thành mắt xích móc nối lợi ích nhóm. Vì vậy, trong phiên khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, mất đoàn kết. Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định cho rằng, báo cáo cũng không ghi nhận trường hợp nào lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây mất đoàn kết nội bộ. Tuy nhiên, cũng cần phòng ngừa trường hợp để xảy ra hiện tượng mất đoàn kết nội bộ. Ở một tập thể lớn thì khó có thể xảy ra hiện tượng này. Nhưng cá biệt ở Hội đồng Nhân dân cấp xã, ở một số ít địa phương với tính chất dòng họ làng xã tương đối đậm đặc, thì khả năng trên thì vẫn có thể xảy ra. Bởi số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân của một xã là không nhiều. Chỉ cần một nhóm người của dòng họ chiếm số đông trong Hội đồng Nhân dân xã, chi phối hoặc thao túng số phiếu có thể lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm, làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Quan điểm này đã chỉ ra một trong những biểu hiện tiêu cực của những người lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm bên cạnh những nguy cơ đáng ngại khác. Quan chức mà làm quản lý hoặc là làm những cái chức vụ hành chính nhà nước đơn thuần ấy, thì không nên lấy phiếu tín nhiệm, bởi vì hoạt động của họ là hoạt động dựa vào chủ yếu là kỹ năng công vụ của họ. Và kỹ năng công vụ của họ ấy, nó không thể đo đếm bằng sự tín nhiệm được, mà nên sử dụng một phương thức khác, đó là theo định kỳ họ thi tuyển, qua đó mà đánh giá năng lực và trình độ của họ. Yếu tố cảm tính cá nhân của mỗi đại biểu là cái thách thức, tức là họ phải ý thức được rằng họ đang bỏ phiếu đây là trên tư cách đại diện cho cử tri, phải vì lợi ích của cử tri, lợi ích chung, chứ không phải là cái quan điểm cá nhân, thậm chí là thiền cận của mình. Cái thứ hai nữa là họ phải nắm bắt được các luồng thông tin, họ phải có được cái nhiều cái thông tin đa chiều, trung thực và chính xác, để dựa vào đó họ có thể đưa ra những cái quyết định bỏ phiếu nó sát thực với lại cái sự thể hiện trong công việc của cán bộ mà được lấy phiếu. Vào sáng hôm nay 17 tháng 6, tại khu vực đường Trường Sa, phường 12, thành phố Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng đường ven biển Vũng Tàu, Bình Thuận. Với tổng chiều dài gần 77 km, dự án có quy mô từ 6 đến 8 làn xe, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Điểm đầu tuyến giao với đường 991B thị xã Phú Mỹ, cuối tuyến giao với quốc lộ 55 xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Dự án nâng cấp mở rộng đường ven biển Vũng Tàu Bình Thuận được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao cho Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh làm chủ đầu tư với 5 dự án thành phần có tổng chiều dài 57,46 km. Hiện nay gói thầu đầu tiên của dự án thi công nâng cấp mở rộng đường ven biển Vũng Tàu Bình Thuận DT994 đoạn từ vòng xoay nhà lớn Long Sơn đến nút giao quốc lộ 51 do liên danh công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh và công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương thực hiện đã thi công từ 31 tháng 3 2023. Dự kiến hoàn thành tháng 5, 2025. Dự án cũng sẽ đóng vai trò kết nối hạ tầng trực tiếp giữa các khu vực ưu tiên phát triển của tỉnh như cụm cảng Cái Mép, Thị Vải, khu công nghiệp Long Sơn, sân bay Gò Găng với các tuyến giao thông quan trọng trong khu vực,
kết nối toàn bộ các khu vực kinh tế du lịch biển ở phía đông, xuyên qua những khu du lịch ven biển đẹp nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là Long Hải, Phước Hải, Bình Châu, tạo thành trục động lực phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 5 tháng đầu năm đã giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm sâu từ 10 đến 50% tại các thị trường chính. Dự báo ngành thủy sản sẽ cực kỳ khó khăn khi mà nhu cầu tiêu dùng giảm rõ rệt, hàng tồn kho thì còn nhiều, xuất khẩu thủy sản khó có thể tăng trưởng trở lại trong một thời gian ngắn. Xuất khẩu gặp khó, giá tôm trong nước cũng lao dốc không phanh. Dù đang là mùa thu hoạch tôm chính vụ tại đồng bằng sông Cửu Long, nhưng giá mua tôm thẻ đã giảm từ 60 đến 80.000 đồng một kg, khiến người nuôi tôm gặp rất nhiều khó khăn, không ít hộ lên kế hoạch không tiếp tục sản xuất. Ra thì thị trường nó khó, trước hết là do cái nhu cầu của người tiêu dùng về những thủy sản cao cấp ấy, nó giảm đi. Tiền người ta giảm thì cái nhu cầu mua hàng cao cấp nó giảm đi. Và ngay cả hàng thủy sản cũng được xem là những cái mặt hàng thực phẩm mà nó cao cấp hơn các cái sản phẩm khác thì nó cũng giảm đi. Vì vậy mà nhu cầu giảm thì nó kéo theo cái chuyện sản xuất cũng giảm. Chưa nói là về phía sản xuất thì cái chi phí sản xuất nó lại không giảm mà thậm chí nó tăng lên do cái chi phí rất nhiều khâu trong cái nguyên liệu đầu vào. Và vì vậy mà người nuôi, doanh nghiệp chế biến và tất cả cộng đồng dịch vụ liên quan đều khó. Báo cáo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP, hiện xuất khẩu giảm mạnh nhất là thị trường Mỹ, giảm hơn 50% so với cùng kỳ, thị trường EU giảm gần 32% và Trung Quốc giảm hơn 25%. Các mặt hàng chính của xuất khẩu thủy sản Việt Nam đều giảm hai con số. Cụ thể tôm giảm gần 36%, cá tra giảm gần 40% và cá ngừ giảm hơn 30%. Dự báo nhu cầu thủy sản của các thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm trong quý 3 năm 2023 thay vì phục hồi từ quý 3 như những dự báo trước đây. Cái việc mà sụt giảm của ngành của chúng tôi trong thời gian vừa qua và tính thời gian hiện tại nó cũng đã gần 30%. Chúng tôi cũng đã báo cáo với Thủ tướng và cũng đề xuất là có một cái gói cỡ khoảng 10.000 tỷ. Gói này để làm gì? Gói này mang tính kích cầu là chính. Gói này là gói lãi suất thấp để phục vụ cho cái việc là một cái dài hơn liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Đó là doanh nghiệp có thể là được vay cái gói này để thu mua tôm cá cho bà con nông ngư dân để mà kích cầu cái chuyện là người dân sẽ tiếp tục thả tôm và thả cá. Nếu không, khi cuối năm nay mà chúng ta có cái tín hiệu tốt của thị trường để phục hồi thì chúng ta sẽ sợ là sẽ lại không có đủ nguyên liệu khi mà bà con không có đủ cái nguồn lực. Xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm kỳ vọng vào phục hồi từ tiêu thụ thị trường Mỹ, sức mua ổn định của thị trường EU và dư địa gia tăng thị phần ở Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp mới đây đã yêu cầu các hiệp hội thời gian tới phát huy vai trò kết nối các doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với người nuôi trồng thủy sản và chính phủ, tập trung thường xuyên đánh giá diễn biến thị trường, đề xuất các giải pháp, kịp thời thông tin, tuyên truyền để người dân biết có kế hoạch sản xuất phù hợp. Tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm để tổng kết và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như vận hành ổn định hoạt động của Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, vệ tinh VN RedSat-1, Trung tâm Giám định ADN Hải cốt Liệt sĩ. Đặc biệt, với việc vận hành ổn định Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần và các mạng trạm quan trắc đã góp phần tích cực trong công tác cảnh báo, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Viện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các dự án, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm cấp Viện Hàn Lâm nhằm ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất trong các lĩnh vực đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, như công nghệ sinh học, công nghệ ADN giám định hài cốt liệt sĩ, công nghệ hỗ trợ cảnh báo sớm động đất và sóng thần. Thưa quý vị, tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã gửi tới hội nghị tham luận phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó có nhấn mạnh quan điểm coi trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi, gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Từ ý nghĩa đó, với mong muốn khuyến khích phát triển hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp cho các em thiếu nhi phát triển khả năng hội họa. Trong thời gian qua, nhiều cuộc thi, câu lạc bộ mỹ thuật dành cho các họa sĩ nhí đã được tổ chức để các em bày tỏ được cách nhìn về cuộc sống, về thế giới quanh mình thông qua hội họa.
Qua góc nhìn hồn nhiên của các em nhỏ, những câu chuyện về cuộc sống đều được mô tả một cách rất ngây thơ và nhẹ nhàng, với những gam màu rất tươi sáng. Mọi điều tốt đẹp ấy đều được thể hiện một cách cụ thể, rõ nét qua từng đường nét, màu sắc do chính các em quan sát và sáng tạo nên. Thấu hiểu được điều đó, thời gian qua, nhiều cuộc thi, triển lãm, liên hoan tranh thiếu nhi các cấp đã được tổ chức với mong muốn tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường, giúp các em học sinh có cơ hội phát triển khả năng hội họa, cũng như phát hiện những năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng, hướng các em đến giá trị chân thiện mỹ, hình thành nhân cách, biết trân trọng yêu thương, sẻ chia tình cảm với gia đình và xã hội. Đối với thiếu nhi thì Bộ Văn hóa cho rằng là đấy là những cái mầm non tương lai cần phải giáo dục những cái ý nghĩa về thẩm mỹ cũng như rằng là những cái tính cách, để đấy là một trong những cái phát triển về nhân cách, tính cách của con người về sau. Ngoài cái việc mà tạo sân chơi cho các em học sinh thì đấy cũng là một trong những cái việc mà phục vụ cho các cái chương trình để đào tạo cũng như rằng là giáo dục về hội họa, về thẩm mỹ, về tính cách cho các em học sinh. Tiêu biểu trong số đó có thể kể tới cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì. Cuộc thi đã nhận được gần 40.000 tác phẩm của các họa sĩ nhí trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về tham dự. Con số ấn tượng trên đã khẳng định sự thu hút của các cuộc thi trong đời sống hội họa nước nhà nói chung và tuổi thơ của các em nhỏ nói riêng. Giá về cái triển lãm và cuộc thi và triển lãm thiếu nhi toàn quốc lần này thì phải nói là rất là chất lượng. Cũng thu hút được rất là nhiều tổ chức cá nhân, nhất là các cháu ở các cái vùng địa phương. Sau các cái triển lãm này thì chúng tôi cũng sẽ có những cái chỉ đạo ở các cái địa phương để mà làm sao quan tâm hơn nữa đến cái phong trào sáng tác về lĩnh vực về mỹ thuật. Ngoài bầu không khí hào hứng ở các cuộc thi tranh tài, trong những giờ học lý thú trên lớp, mỹ thuật cũng luôn là bộ môn thu hút sự tham gia đặc biệt của các em nhỏ. Với vô vàn chủ đề được các cô giáo gợi mở, mỗi giờ học vẽ giúp các em được bày tỏ tình cảm, cách nhìn, cảm nhận về cuộc sống xung quanh. Mỗi bức tranh là một câu chuyện được các em kể bằng cảm xúc thật trong trèo, mà khi ngắm nhìn, chúng ta đều cảm nhận được ở đó sự ấm áp, tính nhân văn và tình cảm của các em đối với gia đình và thầy cô. Với lứa tuổi học sinh tiểu học thì giáo viên chúng tôi thường gợi mở cho các con cùng một đề tài thôi, nhưng mỗi bạn có một sắc thái riêng, có một cách vẽ riêng, nhìn nhận riêng để làm sao cái đề tài của các con nó phong phú và thể hiện được cái nội dung mà các con muốn truyền tải trong bức tranh. Con đã vẽ bức tranh đám cưới chú Bú Độ, con thấy chú Bú Độ canh gác và đọc xa lâu mới được về á. Con muốn gửi bức tranh này cho chú Bú Độ Hải quân. Với những ước mơ, thông điệp thuần khiết, chan chứa niềm yêu thương ấy, chúng ta tin rằng việc phát triển lĩnh vực hội họa trong và ngoài nhà trường sẽ góp phần không nhỏ trong quá trình bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong trái tim các em nhỏ, giúp chúng ta chắp cánh, ươm mầm thêm những tài năng cho nền mỹ thuật Việt Nam hôm nay và mai sau. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự 45 phút chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.